Nhặt sẵn diễn xuất ở Điên thì có sao, giữa cảnh phim đầy cảm động, nữ nhân này lại mím môi cười. Điên thì có sao tên gốc, Saikobat Itsuke, đã phát sóng đến tập 4. Những tình tiết cảm động, lẫn hài hước của phim vẫn đang phát huy tốt vai trò thu hút khán giả. Nhưng giữa một trong những cảnh quay cảm động nhất 4 tập đầu, khi tất cả các diễn viên đang cùng lặng, anh chàng bệnh nhân phô dâm sau khi phá tan bành buổi vận động tranh cử của cha đã bị mẹ trách phạt những lời la mắng của người phụ nữ ấy như xuất phát từ tận sâu tâm can vừa như trách con mình sao lại quậy phá nhưng cũng giống như trách ông chồng sao làm con bà phải khổ đây là khung cảnh cảm động của tập phim ngay cả cô nàng mắc chứng rối loạn xã hội go muôn răng seo ieri cũng ý thức được mà im lặng không phát ngôn chen ngang y tá nam Ju Ri, park yu răng thấy tình hình căng thẳng nên cố gắng can người mẹ ra nhưng cô bị bà mẹ gạt tay thật mạnh ra ngoài khi vừa bị đẩy ra khỏi cuộc hội thoại gia đình nam Ju Ri bỗng nở một nụ cười Người mẹ trách con đầy bằng những lời lẽ hàm ý, Kang Tae Kim So Hyun phải im lặng cảm thông. Cô nàng y tá luôn tỏ vẻ hiền lành, sau khi bị người phụ nữ hất ra đã mím môi, cố gắng giấu đi một nụ cười rất nhẹ. Nếu theo dõi kỹ sẽ thấy, Nam Ju Ji thậm chí còn không thèm cúi mặt để che đi cảm xúc của mình. Cảm động thế mà vẫn có người mím môi nén cười, đây là tình tiết khá khó hiểu, có phải là lỗi diễn xuất không? Tại sao cô y tá với ý định căn ngăn một cuộc tranh cãi mẹ con lại buồn cười sau khi bị hết cảng phũ phàng? Nếu đây là một dụng ý của biên kịch thì sao? Rằng Nam Du Ji tuy bề ngoài diễn nét hiền lành, cam chịu nhưng thật ra lại cảm thấy vui sướng khi thấy gia cang nhà người ta vỡ nát. Nếu thế thì cô nàng y tá diễn sâu này có thể sẽ trở thành phản diện chính của phim người vẫn chưa xuất hiện. Du có đủ động cơ để trở thành phản diện vì cô nàng ghen tị với tuyến tình cảm giữa nam nữ chính. Thậm chí, cô y tá này có thể trở thành một bệnh nhân tâm thần mới với chứng rối loạn nhận thức về đạo đức và khả năng cảm thông. Thế thì sẽ khá hợp lý với chủ đề chung của phim. Nếu nụ cười của Nam Juji du du là có chủ ý chứ không phải lỗi diễn xuất, thì đây sẽ là một cú bẻ lái và dấu hiệu gợi ý quá gắt của biên kịch, và đạo diễn điên thì có sao? Phim tiếp tục được phát sóng vào 19 giờ 0 phút, giờ Việt Nam thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình TVN. Bạn có thể chọn một mục, bình chọn của bạn sẽ được công khai. Có lẽ là lỗi diễn xuất thôi, chắc chắn là có chủ đích rồi. Ý kiến khác, nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.